câu khác để con chơi được. Ok, mọi người lắng nghe nha. Ai phải trả lời lẹ. Tiến sẽ đọc một cái câu. Rồi mình sẽ biết là các cái câu đó cái chữ nào là sai nhá. Nó cũng bền bết thôi. Có mỡ dưa hành câu đuối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh trưng xanh, chữ nào sai? Mỡ dưa hành câu đuối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh trưng xanh, chữ nào sai? Mọi người đồng ý không? Mới biết là tóc mỡ như là thịt mỡ, chứ phú là chỉ ăn thôi.